Hello, xin chào các anh chị. Mình tên là Thùy Trinh Nguyễn. Thùy Trinh là một khoa học gia đã làm cho nhiều công ty thuốc nổi tiếng trên thế giới với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu và bào chế thuốc để trị bệnh. Thì đối với Thùy Trinh, chữa bệnh là một hình thức không những rất tốn kém về tiền bạc, tinh thần, thể xác mà còn mang lại nhiều cái biến chứng khác nhau cho cơ thể. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là phòng bệnh. Phải chăm sóc sức khỏe và giữ gìn sức khỏe khi chúng ta vẫn còn đang trẻ khỏe mạnh. Đây là ba cái sản phẩm độc đáo của Pharmanex, Azox Vitality, Lifepak Nano và nước gấp, tác động tới các tế bào di truyền có khả năng bảo vệ và ngăn ngừa được bệnh tật từ căn nguyên gốc rễ. Cái thứ nhất thì Trinh muốn chia sẻ hôm nay đó là cái Azox Vitality. Đây có thể phục hoạt được ba khía cạnh chính yếu. Thứ nhất là sức sống thể chất, thứ nhì là sự minh mẫn về trí tuệ, thứ ba là gia tăng được sự ham muốn về tình dục. Khi tuổi càng cao thì cái khả năng sử dụng và tái tạo năng lượng trong cơ thể của mình bị giảm đáng kể, do đó gây ra hiện tượng mất dần năng lực và sức sống của tuổi xuân, làm cho cơ thể mệt mỏi, trí nhớ giảm sút và nhiều biến chứng đau nhức khác nhau. Azox Vitality được bào chế theo một cái công thức đặc biệt, hầu có thể tác động tới nguyên nhân gây ra tình trạng mất năng lực vì tiểu tác, và nó hỗ trợ 52 cái gene liên quan tới cái tia lập thể, tức là cái mitochondria, nhằm để phục hồi và tái tạo tia lập thể, hầu mang lại năng lượng và sức sống như hồi mình còn trẻ. Cái sản phẩm thứ nhì đó là cái Lifepak Nano. Đây là một cái thực phẩm bổ sung có chất dinh dưỡng chống lão hóa tuyệt vời, được chế tạo ở dạng nano, có nghĩa là dạng siêu nhỏ. Nó khác với tất cả các loại vitamin khác trên thị trường. Chính vì cái sự xuất sắc này nên Lifepak Nano có thể thẩm thấu vào trong cơ thể của mình một cách hiệu quả 100% để có thể nuôi dưỡng và bảo vệ được các tế bào trong cơ thể, hầu ngăn chặn sự tàn phá trong tiến trình của sự lão hóa gây ra bởi những cái xúc tác bên ngoài lẫn bên trong. Thành phần ở trong Lifepak Nano thì có sự kết hợp của hơn 60 loại vitamin và nhiều khoáng chất khác nhau, cộng thêm là vào cái omega 3 fatty acid và những loại dinh dưỡng thực vật đặc biệt, cùng với những chất chống oxy hóa độc đáo. Lifepak Nano có thể bảo vệ được cho tim mạch, não bộ, mắt, da, xương, hệ miễn nhiễm, và quan trọng là bảo vệ được cái DNA, tức là cái gene của mình, để có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật khác nhau, trong đó có luôn cả bệnh ung thư. Thành phần thứ ba thì Trinh muốn chia sẻ đây đó là cái nước gấc. Ở trong nước gấc thì có trái gấc, trái kỳ tử, trái dứa của vùng Siberia và một loại trái gọi là chili. Gấc là một cái thực phẩm bổ sung dồi dào chất chống oxy hóa như là chất lycopene, beta-carotene, vitamin E và đặc biệt là chất lipocalcin, có khả năng thẩm thấu vào trong cơ thể rất cao so với những chất chống oxy hóa trong các loại trái cây khác, thì nước gấc có lượng thẩm thấu rất là cao. Chính vì cái sự độc đáo và xuất sắc này nên nước gấc có thể nuôi dưỡng, bảo vệ và tái tạo lại các tế bào trong cơ thể, quan trọng là bảo vệ được DNA. Qua cái cơ chế chống oxy hóa này, GT có thể tăng cường khả năng chống đỡ các tổn thương của tế bào và mạch máu. Công dụng của nước gấc là có thể bảo vệ được cho tim mạch, hệ tiêu hóa, hỗ trợ cho đôi mắt được khỏe mạnh, không bị khô, không bị lòa, giúp cho làn da được đẹp đẽ, mạnh khỏe, và quan trọng nhất là hỗ trợ cho các chức năng của hệ miễn nhiễm.